Thưa quý vị, mới đây thông qua đường dây nóng 0901812999, cà phê ngày mới VTC9 đã nhận được thông tin phản ánh của người dân sống tại khu vực xung quanh hồ Bảy Giang ở phường Ngọc Hà, thủ đô Hà Nội về tình trạng xuất hiện những bãi trong giữ ô tô trái phép gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Cụ thể, phản ánh đến VTC9, người dân tại đây cho biết là bãi đổ xe nằm trên đất của một sân chơi cho trẻ em và khu tập thể dục thể thao cho người lớn tại góc hồ Bảy Giang. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đi vào hoạt động, sân chơi đã bị chiếm dụng làm bãi để xe ô tô. Ngoài ra, dọc tuyến đường quanh hồ Bảy Giang còn xuất hiện một số quán nước, thẳng nhiên chiếm dụng phần đất sát với kè hồ, làm nơi kinh doanh sai quy định. Mặc dù người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng không được xử lý triệt để gây bức xúc trong dư luận. Theo lãnh đạo Ủy ban dân phường Ngọc Hà, phường đang xây dựng kế hoạch ra quân để dẹp bãi đổ xe trái phép này và yêu cầu phải xin giấy phép theo đúng quy định.